Mình xin chào các bạn nha. Hôm nay mình có nấu món, mình có làm món thịt kho đậu hũ. Thì món này mình có chuẩn bị thịt nạc dăm, rồi đậu hũ trắng. Các bạn mua đậu hũ người ta chiên sẵn cũng được nha. Da heo, mình để thêm một ít da heo nữa ăn cho nó tốt da, da mặt của mình đó các bạn, có collagen đó. Ở đây là bí đỏ để nấu canh với thịt bằm. Thịt mình cũng bằm sẵn rồi. Củ hành tím, tỏi băm sẵn, với lại hành sắc nhuyễn, góc hành. Để chút nữa mình phi cho nó thơm á các bạn, mình phi mình găm thịt cho nó thơm. Tiếp theo mình sẽ ướp thịt, nấu canh trước nha. Mình cho vào đây khoảng nửa muỗng cà phê đường. Một muỗng cà phê nhỏ hạt nêm. Một ít muối. Một ít tiêu. Một ít hành lá. Một ít góc hành. Rồi mình trộn đều lên cho nó thấm thịt. Mình để khoảng 15-20 phút rồi mình mới nấu canh nha. Tiếp theo đó, mình sẽ cho 3 muỗng nước vào trong cái chảo này nè các bạn, cái nồi đất này chứ, để mình thắng nước màu. Mình cho vào đây một muỗng ăn canh đường, hơn muỗng xíu đi các bạn. Mình lấy cái muỗng mình đảo đều cho đường nó tan nha các bạn. Mình hết nước màu thắng sẵn rồi, mình thắng như vậy cũng ngon lắm các bạn ơi. Mình chờ cho đến khi nó lên màu cánh gián là được rồi nha. Cái nồi đất này nó có màu đen nên mình làm nồi đất thì mình canh nó sợ nó khét mình không thấy các bạn, nó đen quá mình không thấy cái bị đắng. Giờ nước màu của mình nó lên hơi vàng vàng rồi nè các bạn, mình bớt lửa lại nha. Cái nồi đất này nó nóng, cái độ nóng cao lắm các bạn, nên mình giảm lại để nó màu đen. Xong rồi bây giờ nó vừa hơi vàng cánh gián như vậy nè thì mình tắt lửa được rồi nha các bạn, tại vì cái chảo của mình nó nóng tắt lửa được rồi. Như vậy là tắt lửa một chút là nước màu của mình nó vừa rồi. Tắt lửa xong rồi mình sẽ cho một muỗng canh dầu ô liu vào. Tiếp theo mình sẽ cho củ hành tím vào luôn, tỏi để mình phi cho nó thơm á các bạn, mình găm thịt nó thơm đó, mình kho. Rồi mình đảo đều lên cái mình nghe cái mùi á vừa thơm là được rồi nha các bạn, chứ để nó khét củ hành á nó bị thịt của mình sẽ bị đắng. Rồi như vậy là được rồi, mình sẽ để thịt vào. Để thịt vô hết rồi mình sẽ đảo đều lên cho nó thấm cái nước màu đó các bạn. Tiếp theo mình sẽ ướp thịt luôn nha. Mình cho 2 muỗng nhỏ cà phê này nè các bạn, đường. 1 muỗng hạt nêm nhỏ. 2 muỗng canh nước mắm. Một chút nữa mình kho chín, gần chín rồi mình nêm lại. Rồi hành tỏi hồi nãy mình cho vào mình ướp luôn. Mình ướp vào đây một ít tiêu nữa, một phút ớt nhỏ. Các bạn nào ăn ớt nhiều thì mình để ớt nhiều ha. Trộn đều lên, mình ướp 30 phút mình mới coi nha. Mình ướp thịt nãy giờ 30 phút rồi các bạn ơi. Bây giờ mình bắt lửa lên, mình kho, mình đậy nắp lại mình kho. Một chút nữa mới để nước vào. Chúng mình kho nãy giờ nó săn lại rồi các bạn. Bây giờ mới cho nước vào luôn nha. Nửa chén nước.
Tiếp theo mình sẽ xắt đậu hũ vào, mình kho cho đậu hũ nó thấm luôn các bạn. Xắt đậu hũ vô xong rồi mình đậy nắp lại mình kho. Bây giờ mình sẽ quay qua nấu canh. Nước của mình để nấu canh bí sôi rồi, bây giờ mình để bí vào. Nồi canh của mình nấu nãy giờ bí chín rồi các bạn ơi. Bây giờ mình cho thêm đậu hũ vào nha, với da heo. Da heo á các bạn luộc trước đi, rồi các bạn lóc mấy cái mỡ ra mình bỏ đi, chỉ còn da heo như vậy nè các bạn. Lâu lâu mình ăn da heo có collagen các bạn ơi. Tiếp theo mình sẽ để thịt vào luôn. Mình chờ cho thịt chín rồi mới nêm nha. Ngon lắm luôn các bạn ơi. Có da heo nè, có thịt bằm nè, rất là ngon luôn. Thịt bằm của mình để vô nãy giờ chín rồi, bây giờ mình nêm luôn nha các bạn. Mình xay muối hồng nè, mình để vô, nêm muối hồng trước. Kế tiếp mình sẽ cho hạt nêm. Kế tiếp mình sẽ cho đường, một muỗng nhỏ đường. Mình nêm lại mình thấy vừa ăn theo khẩu vị của mình rồi đó các bạn. Các bạn nêm theo khẩu vị gia đình của mình nha. Xong mình cho vào một ít hành, một ít ngò. Nhà mình thì ăn hơi lạc nên mình nêm không có đậm đà gì mấy. Nồi canh của mình xong rồi, bây giờ mình qua đây mình coi cái chảo thịt mình nêm nếm lại nha. Lâu lâu á mình chở đậu hũ lại các bạn, cho nó thấm đều gia vị. Rồi thịt của mình gần cạn rồi, mình cho da heo vào. Mình để lại một ít da heo để mình kho mình ăn các bạn. Da heo này hồi nãy mình cũng luộc chín rồi, giờ mình để sau. Tiếp theo mình sẽ nêm thịt cho vừa ăn cho nha. Chảo thịt này hơi thiếu độ mặn các bạn, mình cho vào đây thêm hai muỗng mắm nữa. Một muỗng hạt nêm. Đậu hũ này mình để qua một bên đó các bạn, tại vì đậu hũ không có chiên đó, nó dễ bể đó. Mình cho qua một bên mình làm nhẹ thôi. Hôm nay mình mua đậu hũ chiên sẵn hết thôi, mình cũng kho đại đậu hũ trắng luôn khỏi chiên. Rồi mình nêm lại vừa ăn các bạn ơi, kho thêm khoảng 5 phút nữa là được. Rồi thịt của mình kho như vậy được rồi các bạn ơi, mình cho thêm một ít tiêu, chút nữa mình múc ra dĩa rồi mình để hành tiêu thêm nữa. Rồi bây giờ mình sẽ chuẩn bị múc ra dĩa ăn cơm nha các bạn. Rồi bữa cơm của mình mới vừa làm xong rồi các bạn ơi. Đây một tô canh bí nấu da heo, đậu hũ, thịt bằm, rất là ngon luôn rồi các bạn. Bên đây thì thịt kho, đậu hũ, da heo, mình ăn tráng miệng dưa hấu, nước mắm mặn để chấm da heo đó các bạn. Rồi tới đây mình nấu cơm xong rồi mình xin kết thúc video tại đây luôn nha các bạn. Chúc các bạn được nhiều sức khỏe, ăn lành và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn video kỳ sau.